Dính con cá ăn quà. Dính hai bà con luôn. Đây dính con. Dính con. Gì vậy ha? Hai bên hai con. Ăn ngon quá. Đó, bắt đầu mọi nẻ đi con này. Đó, mẹ dính con nữa nè. Ui cái ham vậy? Liền tay luôn ha. Ôi. Nó còn quá trời ơi. Mất nữa rồi. Cá bự mày ơi. Cá bự. Cá bự rồi nha. Cá bự ạ. Dạng mới không gần con nữa. Cá bự chà bá luôn mẹ ơi. Anh xin chào cô chú anh chị, các bạn xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Hiện tại là giờ này cũng hơn 5 giờ xíu rồi cô chú anh chị. Thì hôm nay thì mấy chị em với mẹ canh là trời sớm thì nước sát, nên là mấy chị em sẽ đi với mẹ sẽ đi mò ở trước bọn mình nè cô chú anh chị. Mình cả nhà. Chào cả nhà. Gần mé lú. Gần mấy cái lú của mình. Rồi bước xuống mình. Giác sáng sớm thức dậy sớm thấy cá nó táp quá trời luôn. Dạ. Thường canh hổm gầy là cũng mấy bữa rồi ha mẹ. Bữa nay nước sáng thì sát cũng nước cũng mau lớn dữ lắm, thành ra dạ. Mình đi sớm. Trời này thì còn hơi tối rồi chứ chị. Con cá phi mà nó chạy qua. Quá, cá phi nó chạy giữa cái thành ơi. Cá, wow, cá bự anh ơi. Thành mới vừa đụng con tôm. Nó nặng luôn rồi. Dạ. Ê, nó mới đúng chọc đây nè. Mới đúng chọc đây nè. Hả? Mới đúng chọc đây nè. Thì đó. Nhóc quá hả mẹ? Nhóc luôn mà bắt không dính. Bắt quá trời bắt rồi. Từ từ bắt. Sâu quá trời sâu. Đúng rồi. Đó, đụng nữa rồi đó. Đụng nữa hả mẹ? Đụng nữa mà bắt không được đây nè. Cái hành nó lặn, nó sôi tim nó kìa. Sôi tim mỏng. Cái hơi dài quá ha. Hả? Dính gì chưa? Chưa nữa. Cái nó búng nó chạch rồi, nó búng tiêu luôn hả mẹ? Ra về. Ngồi dột nữa rồi thôi. Ô da, cái bọn này cá quá trời cá luôn. Cá mình bắt hồi cho nó vô lú mình. Lú mình nó hơi cao. Cái miệng lú mình cao quá. Mẹ ơi, con Miêu nó chạy theo ra tới đây rồi mẹ. Miêu à, sao con chạy theo dữ vậy? Hả? Xinh hết trơn luôn rồi. Cá nó nhảy không đó vậy mẹ? Cá nhảy vô đây rồi. Nhảy vô đụng đụng. Cá này cá gì ta? Cá phi quá. Cá phi. Mẹ dí nó không biết được. Dính à? Mẹ dí nó không biết được, nó chạy vô đó luôn. Nó khống như nãy giờ trong thịt đó đó. Để con lấy cái xô. Cá phi ú quay luôn hả? Cá phi ú quay luôn rồi. Dạ. Mẹ dính sình quá chừng. Nặng vô cục gạch rồi, chắc chảy mình. Rồi luôn. Trời đất ơi. Phù mỡ rồi. Nó vô cục gạch một cái kịch vậy. Y dần cá này. Cá phi chà bá. Chung lon cái đít. Chạy mà. Chạy vậy. Chạy miệng rồi. Ơi, chạy miệng rồi, đỡ tươi miệng rồi cá. Dảnh ngược lên luôn rồi. Cá gì đó nè, mẹ thật hoang á vậy. Trong cái bể lá. Con này thì có trước rồi. Giờ tới phương án cuối cùng là đi đổ lú ha. Giờ thì mình bắt có cá đó mà mình bắt nó nước lớn mình bắt không kịp cả nha. Dạ. Giờ bắt đầu mình đi dỡ lú. Ôi ôi. Đùa lại nhớ anh. Đùa lại ôi. Tép. Ôi tép nó nhảy chạch chạch luôn. Có cá lồng tàu không nữa. Không nhiều bằng mỗi bữa. Dạ. Này. Mới đổ chiều hôm qua bên đây. Chiều nay mình mới tới cử. Chiều nay mới tới cử. Kẹt quá. Bữa nay kẹt quá, đổ sớm. Okay. Cái quá à. Dưa là cũng đủ sống nữa cho. Dạ. Giờ mình di chuyển vô tới trong phòng nhỏ trong.
Dễ cá vô lưới hả? Cái này mình kéo cái miệng chài này xích lên chút. Ôi trời ơi, cái gì bự dữ lắm này thôi. Cái gì bự dữ lắm. Ôi, chạy vô đó. Hồi nãy con bước ngang nó sắn vô giờ con cái kịp vậy á. Ông nguyên bảy cấp phi luôn vậy sao vậy nè. Úi vô, vô mánh rồi. Nó dính chơi. Nó dính để ra đi, hồi mình gỡ. Chắc nó dính chài rồi. Không biết nó vô đường nào nữa. Quá trời cá. Nó bụng dữ lắm. Hàng quá. Trời ơi, mẹ mẹ không mò đứng đứng người lên đó mẹ. Trời ơi, ở phía trên đây con thấy con cá chạy nổi lên luôn kìa. Chắc là hồi nó cũng chạy xuống gì ha, nó chạy ngược nước lên. Kệ đi, mình mò từ từ, đừng có vội quá. Ngon quá. Mưa này nó vô bọng rồi. Ngon quá ha. Cỡ cỡ không à. Khám cát này giờ giá ở ngoài chợ cũng có giá lắm luôn á. Giá thần đăng á. Dạ. Mẹ đi ra đây nè, nó tát vừa rồi đó. Nó tát như bột 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 vậy đó, nó tát tát á. Dạ. Dính là hai bà con luôn. Đây, dính con. Dính con. Gì vậy ha? Hai bà hai con. Ăn ngon quá. Đó, bắt đầu mò nẻ đi thằng này. Đó, mẹ dính con nữa nè. Ui, cái ham vậy? Liền tay luôn ha. Ai rồi? Ừ, nó chạy lên luôn. Dữ lắm. Ê, nó. Cá này sao ừ rồi nha. Dính cho mẹ. Nó mò tới đi nè. Vụt nữa. Ê, nó. Mất nữa. Con cá này nó chạy ngược nước. Nó chạy ngược nước không à? Cá này cá. Nó chạy chạy. Nó cao lắm như vợ. Trời ơi, quá chảnh chảnh rồi. Tí nữa nè. Dạ. Nguyên nó chạy chảnh quá trời. Trời ơi, dí hai mẹ con dí rồi bắt mấy dính. Nó nữa rồi đó. Bạn này bữa nay cũng không bao giờ bắt hết nổi rồi. Tại vì nó lớn chưa. Nó dính rồi. Ôi, cái mẹ cái gì nè. Quá trời hả mẹ. Cám cá dữ lắm. Hai con luôn rồi bắt con dính. Nó đụng liên tái luôn hả? Nó trao qua trao lại trao qua. Nó nằm ở dưới dấu vỏ. Cá thường thường nó chạy ngược nước không à. Thấy không? Dạ. Ôi. Cá này thì mới vừa mưa thì nó cũng chưa có bự luôn. Dạ. Nó rồi. Trời ơi. Mất nữa rồi. Ê, nó. Cá bự mẹ ơi. Cá bự. Nó trao rồi. Nó. Ê, trời. Nó lạng lan rồi. Mẹ lấy. Nó ở trái. Con cá nè. Ý mẹ ơi. Mẹ hát con tép nhảy anh bờ luôn rồi. Nó quậy lại mẹ. Quậy lại. Mẹ hát con tép bạc đất nhảy anh bờ luôn. Mấy con tép bạc đất nhảy anh bờ luôn rồi. Cá bự chà bá luôn. Cá bự chà bá rồi. Chà bá. Nóng cá ha. Dính nào. Wow, đó. Đây, trắng tươi luôn. Ngon ha. Ôi, còn trời ơi. Hả? Nữa hả? Thảy vô bò, thảy vô xô đi, thảy vô xô đi. Con tép nhảy vô mình ngưng kìa. Nước cột quay đó. Nó thấy con tép không nè? Dạ. Đang còn nè. Vậy cái này mình lấy gỗ xúc, mình xúc dừng vô tép à. Mình vô khác lên, nó khác nữa. Dạ. Nó đi chạy rồi đó, mình chưa chạy. Con tép lợi ngay mặt Thành luôn kìa. Ui nó nhảy kìa. Cá bự rồi nha. Ui, dạng mới cũng gần còn nữa. Cá bự chà bá luôn mẹ ơi.
mới phóng ra một con cẩu tài luôn á. Ừ. Ê da, đang cá bự nữa nè nha. Vô rồi, vô rồi. Ê, cái chị nhảy nè. Ê da. Con cá cỡ bao tiêu ta. Mới đụng nữa nè thằng anh. Chú dưới vô nhỏ á. Chú cái đầu xuống á. Ừ. Chặn cái chạy ra mới được. Dính con nữa. Dính không? Bắt đầu mà con mò đục đục bắt đầu nhóc luôn. Rồi rồi rồi. Chứ sợ nó ấy chứ để tốn trong này nè. Thằng ơi, nó còn đang cao 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 đây nè. Còn dữ lắm nè. Dữ lắm. Nếu như cái lúc nào mà có cá bóng cát là con biết liền. Ban đêm hừng đông thức dậy mà nước cạn á. Dạ. Nó chạy ra gồ gồ gồ, nó táp bụp 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 là bóng cát không đó. Sáng mới có 5 giờ thức dậy là nghe mẹ ra, mẹ đi coi nước rồi vậy. Mẹ nói mẹ nghe cá bóng cát táp ra bụp bụp vậy. Thường thường á là rớt hột mưa là bắt đầu nó vô mưa. Rồi, chạy con nữa rồi. Con cá thường thường mình mò nó chạy ngược trở lại không à. Cái này có con cá phi. Thế mình có cái gỗ mình chụp té. Thành ơi, hai ba con luôn Thành ơi. Hai ba con luôn nè. Cá phi mẹ ơi, sao bắt nó được? Chạy lên đây nè Thành ơi. Nguyên một bầy luôn. Thành ơi, lên đây bắt nó đi Thành. Nó đang nằm đợi nè Thành ơi. Ôi. Ui, cá bự rồi cá nhỏ luôn. Thấy mê quá. Ở phía nãy là nó chạy lên nó hết mấy con rồi đó cô chú anh chị. Ở đây là còn một con. Dưới hồi nãy chuối ở đây con nữa. Ở đây còn hai ba con luôn. Ba con với con cá nhỏ nữa. Cá rô nè chứ. Ở đây cũng có cá rô nữa hả? Bắt đem vô hầm mình thả. Đúng rồi đó, mình nuôi nó lại đi. Cho nó sinh sản nhân giống nè. Cá rô này là nguồn gốc bên ruộng mình đem về không nè. Chứ hồi trước là chỗ mình không có. Có mà hiếm lắm, lâu lâu mới có mà. Ngâm cá biết nói chuyện rồi. Hay giờ mình giả miệng trà luôn hả? Tép quá trời tép. Cá ngon quá trời ngon này. Này sớm muộn gì phải đi trà màu mới được. Bây giờ mấy nước có tép mà mẹ biết không thần kinh không? Cái nước có tép mà. Thành ơi, con cá phi mới lội sao lưng cưng luôn. Nó nổi cái lưng lên luôn. Ừ, con cá mình nó nhẫn nhơ trước mặt mình luôn kìa. Cái thùng nè. Thành ơi Thành, con cá phi lội đây nè Thành. Trời ơi. Rồi làm sao vậy? Thành. Vô coi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cá phi, cá phi. Nhỏ thả rồi nè. Được rồi, để rồi trời ơi, đây còn cá cá nhóc mà bắt không được. Uống gì đây. Cá phi bắt cười đi chứ. Kiếm được phải không? Cá nhỏ. Ôi nè. Thì cá này luôn ít có cá bự lắm. Nó chưa có cá bự. Hồi nãy á, con thấy con cá phi đặng nó mập dữ lắm, mập luôn. Ừ, cá không cá mà để tay xuống được. Cá lưng nó đầy thịt luôn. Cái hầm này mà cái động này mà đừng có nước lớn nha. Bắt ở nữa thì con tép chán đời. Con tép chán đời nè. Con tép chán đời nè. Nó thả trôi không? Mình quậy chỗ quấy nó sống mất. Dạ. Sống mất chuyện nữa. Giỡn biểu rung kìa cho. Dạ. Ôi da, dính bông cát bự. Ê rồi, rồi, chạy rồi. Nhiều. Rồi, con cát bự cho bá. Chơi nè. Còn cá không cát. Bự, dữ lắm luôn. Rồi, lắm là vụt. Bự kỷ lục luôn. Mà kiếm hoài. Con đang đi kiếm. Nhìn con cá ăn một quà. Nhiều mấy này. Cá ông cát bự chà bá luôn. Con cát rồi, cá ham sợ. Dạ. Cá đó là con cá mẹ đó. Đẻ không? Chắc cá anh Thành đi tìm nãy giờ chứ gì. Con cá bự là con ham quá. Nước lớn rồi mà con ham bắt. Tháng này là tháng mùa bữa cá. Nay tóc mẹ dính dơ, mẹ nhìn như là mẹ đi móc highlight vậy đó nè. Bữa nay cô chú tưởng mẹ đi modem dữ rồi, đi móc highlight rồi.
sáng đông nó đội đội nấu bù mắt nó cắn cả nhà. Dạ. Mình ra không có đậu nấu. Ý dạ, vuột nữa rồi. Ừ, con dính không? Dính. Rồi mẹ vuột coi. Vậy là con này của mẹ vuột nè. Không phải đâu. Không phải đâu. Không phải nè. Quá trời cá không cá. Thấy ham vậy. Thì gắn bắt đi bắt chừng nào bắt hết được phải lên gắn bắt chừng nào bắt hết được phải lên quá trời mặt mày thân là trộn ở đây áo còn sạch nè mẹ chùi vô mặt coi áo không áo cát sâu rồi quá trời nước lớn vô rồi mẹ ơi vô rồi. Nó chảy ào ào luôn rồi uống chạy đi uống chạy hết rồi cọng dây nó nằm đâu nè không biết ước thành đây cọng dây nằm đâu nè chặn cho cá nó đừng vô bọng làm sao vậy thầy để không biết cọng dây nó nằm đâu biết có cá không này nè hồi nãy dính mấy con á mà không biết còn không còn á mẹ ơi còn còn nó còn dễ bạch bạch y nó lướt cái đầu lên là con thấy nè dạ ôi vuột con cái gì vậy hay là nãy thành gỡ con ta vuột cái gì à? Tại không biết đường kéo dài nè. Dạ. Wow, cá con cát bự nha. Ôi, chính cá con cát siêu to luôn anh ơi. Nó chạy luôn không mẹ? Vừa làm cá con chạy luôn. Ây da. Wow. Người chà bá luôn. Người chà bá luôn cả nhà ơi. Thành qua đưa đưa cái án qua cho mẹ coi. Giờ mình chuẩn bị lên hả mẹ? Nước lớn dạ, vô nhiều rồi. Chuẩn bị lên coi. Dạ. Giống như đủ ăn. Cái sáng này đẹp quá à. Nghe là hôm nay mình dậy sớm để mình đón ánh mặt trời luôn. Ánh bình minh. Dạ, đẹp quá à. Hồng rồi nha. Quá trời đấy hen ha. Thấy không? Đó. Nổi mà thức sớm mà đi kiếm ăn gì cũng có ha. Dạ. Wow. Có mấy cái tép để vô chung chết đủ quá. Giờ mình lựa ra. Bây giờ cho mẹ đi tắm trước đi, còn lựa cá cho. Cái ham quá trời. Ngon. Quá trời ngon luôn. Cá phi này mà muối xả chiên một cái là hết nồi cơm luôn. Dạ mấy thấy ngon. Cá phi này cá bóng cá quá trời ơi. Bữa cơm này mình á. Mà nó mập ghê luôn ha. Cậu mới xuống tới rồi chứ gì. Việc là có tin vui gì không mà mới xuống thấy vui dữ rồi cậu. Cậu có tin vui không chứ con có tin vui nè. Thầy tin vui của chung rồi vô đây ông cậu vô đây chia sẻ cho niềm vui nè. Bữa nay sáng mấy mẹ con dậy từ 5 giờ sáng đi bắt được gỗ cá. Bữa nay hôm nay cậu tôm nó bún mà bắt không được anh hai. Có tôm mà bắt không được cậu. Sâu quá nó ngập tới phần cổ em luôn. Bò anh dặn hả? Dạ. Ngập tới phần cổ em luôn rồi sao mà bỏ vậy? Rồi chưa gì trơn á, bắt nổi, em tính em với ông Thành quậy cho tới nước đục lên, ăn nó nổi lên á. Ai ngờ mới quậy, mới có đục tét nổi à. Thì nước lớn vô. Rồi mẹ con mới đi mò bóng cát. Cái ham á cậu. Con chào cả nhà. Cái bọng của mình ở trước nhà đó. Vậy mà cá ra nè, cá cái mê luôn á. Trời ơi, cái này mà đựng nước lớn vô lắm. Mà đừng có quậy thường, vài bữa lâu lâu cũng như con nước con quậy lần là có à, nhiều lắm. Đây nè, mắt mà Thành nó không dám mắt hết nữa, nó kêu dưỡng lại đi. Dưỡng à? Con nói cách này, nó chở về thời tiền sử hay gì vậy thôi ơi. Trời ơi, con thấy chưa? Chạy bữa nay vô mỹ tấm con tép mà không có màu gì đó nha. Dạ. Mời tiền sử rồi, con cũng lâu rồi. Qua tới, lọt qua tới ấy rồi thì nó hết là tự nhiên cái tép này nó ngủ. Nhìn ủa? Cái nước là biết, em biết có tép rồi, em kêu Úc Thành đi chài màu đi con. Đi chài màu ngon lắm. Cái tháng này nè, cái tháng này là nước nó đục đục, có tép dữ lắm. Tép với cá thì mình cũng làm rồi nè, cô chú Trần. Như vậy thì nó trời ngon lắm. Cái quạt cũng như một bữa ăn vậy nó đỡ lắm. Dạ. Muốn mà lặt cho dễ lặt á, biết là ngâm như miếng đá. Dạ. Lột á anh này, lột vỏ khi nào không? Không cần lột vỏ, chỉ là lấy cái đuôi dưới đầu, sao con tép là thấy cái đuôi xảo quá à. Dưới con cậu thôi rồi. Mấy cái nhọn nhọn này nè. Nó nhọn. Anh biết sao mà em không có lặt cái đuôi không? Tại em tính chiên bánh thọt. Tính tép chiều cái dưới đổ lúa hổm gà gom lại trong tủ lạnh còn cũng nhiều lắm.
thấy cái tép mà cái đuôi nhọn nhọn này là nhớ con chim. Dạ. Bảy anh Giang vừa đầu vừa đuôi rồi hết trơn luôn hả? Hôm qua em kia ăn tép ấy nhớ tay cậu, nhớ vô mà lấy cái đũa quậy quậy đó cậu. Lên gầu cái vậy đó. Được á, cái gắt nè. Ừ, có mấy con đâu, có kiểu mà ra ăn mà nguyên con. Tay được nghỉ hè hãy vô tay. Nhớ biết tới bữa nào vô học lại không? Chả là đều. Nghỉ 3 tháng. 3 tháng hả? Bữa đâu Thành nó quay cái clip nào em cũng quên nè, mà có cái cây phượng nở đó Út Thành. Mà nhớ có cô chú anh chị nói là nhớ kỷ niệm xưa, nhớ cái mùa hè. Cầm cắt quá trời. Đừng có nước lớn em với Thành bắt cầu cỡ nửa thùng cá. Cái ta nói đụng xuống một cái là đụng nó chạy tẹt tẹt. Ta kho sao mà một người ta kho dễ khác hà, còn một người kho là nó bụng ra nó gãy. Anh biết lý do. Sao lý do là anh ốp đường vô trước. Ốp đường vô trước cỡ khoảng 15 phút rồi anh hả cho nước mắm vô. Con cá kho cứng ngắt à, mình ăn nó ở dẻ hay là còn con cá mình kho ấy sao nó mềm nó gãy đường vô. Ốp đường vô khoảng 15 phút nha, chứ anh đừng có ốp rồi mà anh đổ nước mắm vô anh bắt lên kho liền là cá nó gã. Gâu tôm, gâu tôm nó như bụng bầu. Cái gâu không mà không có cần chặn thịt gì. Vậy là không được cái đầu là được cái gâu luôn á cả. Chồng chán vậy hút dọc đầu cho ngon. Cá nãy giờ thấm rồi, giờ mình kho cá luôn. Có món mẹ ăn rau cơm nấu nữa mẹ. Món cá là chả nữa, dạ. Cá phi chiên chả là ngon nhất đó con. Dạ. Cá ngán nè. Dạ, đồ cơm mình cá ngán của mình làm thư đi. Mình phải đợi ổi ha. Ổi hôm qua với mẹ đi tẻ ổi, tẻ ổi xong rồi cắt. Ổi cái bọc này cả 5 kg quá. Quá trời. Để vô mình phơi. Đợt này mình phơi để đi cho cô. Rồi cô xin Thư hồi lấy về bánh uống hả? Dạ. Chẳng dài Thư uống này thấy sao rồi? Biết áp ổn rồi. Áp ổn rồi. Ổi mình thì nhiều lắm cô chú anh chị. Coi ổi này đổ qua xe. Đổ đại ra đây luôn đi ha. Dữ lắm, nhiều lắm. Đợt là ngon cực kỳ luôn á. Để chịu quá giờ nè. Thấy dịu quá trời luôn hả? Dữ lắm. Con Khoai hồi về lấy bọc đem máy. Dạ. Nhà nói là nó trị tiểu đường của chú chị. Nếu mà cô chú chị có sử dụng thì nhắn tin hoặc là gọi điện cho Thành. Thành khi nào gia đình mình cắt rồi mình phơi mình gửi cho cô chú chị, chứ mấy cái này không có bán. Hôm qua là đọt tươi không á, mà tại mình để trong bọc rồi nó nắng quá. Nắng quá. Nó bị héo. Hầm quá héo. Cá này chiên xả ăn ngon lắm. Ngon nha. Mà cái này mình nấu canh luôn hay nè. Mẹ cho tép vô rồi nấu canh. Dạ. Mà còn là thư nó đang thêm nhuyễn. Mà canh tép ăn rất là ngọt hết mẹ. Mà nhất là nấu với bầu nữa. Mẹ cũng có cho gia vị vô đây rồi nó thịt nha. Mẹ cho bầu vô đi. Bầu thì nó ra nước, thành ra mẹ nấu nước ít nè. Dạ. Quá. Mẹ có chơi hết. Cái miệng chài mình te tua quá trời rồi. Bữa nay rước thợ dữ xuống giá. Ông cậu thấy đường giá luôn á. Có người anh đó Thành. Tặng cho mình cái miệng chài. Nhưng mà mình chưa có đi mua. Cái này chắc giá lại xài được rồi chứ. Giá lại à. Giá mình chỉ phải mua, chỉ mua ấy lại. Cái này cái miệng chài này thì hồi trước anh cũng tặng cho mình luôn. Cái bây giờ anh coi clip, anh thấy nó te tua tơi tả hết trơn rồi. Lỗ lớn. Lỗ này con cá dồi thì còn chưa ra được. Nãy mới giặt xà bông rồi. Xịt chơi nha. Giặt ăn giá đó. Giá. Giá được không cậu? Dễ giá không cậu? Giá được. Dạ. Ôi ơi nó lủng lỗ khắp nơi luôn nè. Ở đây là phía trước là đã có giá nhiều lần rồi nè của chú anh chị. Út Hạnh nó cũng giá chấp giá mấy lần rồi.
Này mình lấy cây lẹm mình dễ xỏ không cậu? Không được dài quá. Dạ. Thôi mình lấy cọng dây chì á, mình bẻ mình chế cục cục lại được không? Dễ giá hơn ha. Mình không biết giá cho mình thiếu cậu không cậu? Giá không có được, con thiếu là nó hư hết trơn rồi sao, đâu có còn nói được. Đưa giá. Con chắc con buộc chùm không? Là nó con thấy giá y vậy đó. Xỏ qua đây cái này, mỗi cái mỗi bút thôi. Cậu mắt tỏ quá à. Ở gì vậy cũng mới thấy rồi đó. Dạ. Tới ngày cậu tuổi này cái... mà cậu chạy xe rồi cậu xỏ, cái, cứ xỏ rồi được là giỏi lắm rồi. Cái cọng chỉ nó bự quá chứ không phải là... cái cọng nhỏ. Hai, con xỏ là phải xỏ hai cọng mới được chứ xỏ cọng không được, xỏ cọng nó chạy mà. Chú Tư đem cái khuôn cho con mượn đó hả? Dạ cha con dắt trong nhà. Chú Tư. Ủa người không có cái nắp không Tư? Ổng thương mới mua cái khuôn bánh thọt mới đem qua đàn cho thử. Lấy cái nắp nồi. Cái tên cơm chưa? Chịu ăn cơm. Chịu có làm gì không? Ý mời chứ. Mời có làm gì không? Không. Qua ăn bánh thọt nha. Dạ. Chú Tư ơi, mời mình kiếm rau ăn bánh thọt ha. Cái này nóng này. Ăn bánh thọt này ăn rau gì chú Tư? Cái môn qua không có nên chứ không có luôn hả? Không có nên vừa rất khách thì coi có không rồi đi bẻ. Vậy sáng mai qua con ăn bánh khọt nha. Dạ. Ở phía trong này cái nồi cá của mình quá hấp dẫn rồi mẹ ơi. Giờ mình nồi cá nhẹ nhất xuống rồi. Giờ nồi cá quá trời nồi cá ngon. Cá chiên mình cũng chín luôn ha nè. Ui nó giòn ngon quá nha. Ngon quá ha. Đây con bưng cho mẹ. Đây con bưng cho. Dạ. Làm cơm cũng xong rồi cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm. Giờ đây nó nóng bà cô chú. Đau bụng. Đau bụng hả? Vô tay đau là vô tay đói rồi đó. Đói rồi đó. Bữa cơm ở gia đình ở quê chứ thật ra là ở chợ muốn kiếm cá này khó mà hay vậy. Dạ. Có gì mà cá vuông á rồi. Cá này cá mình cá thiên nhiên nè chứ không phải. Cá uống cá kho nè chú Sơn ơi. Bữa nay kho ngon hơn bữa hổm nữa. Bữa nay ngon quá trời ngon luôn. Bữa hổm nước màu dừa, còn bữa nay mẹ kho nước màu màu đường. Đường. Màu đường thì mình chỉnh cái màu nó được Út Hành. Còn màu dừa người ta thắng người ta bán đó, nó đen quá. Ở đây có một thao nước cơm nữa cô chú anh chị. Hồi xưa cà mà đâu có ăn cá gì khác hơn ăn ăn cá gì xong như đi kiếm ăn vậy đó. Còn bây giờ kiếm không có. Giờ ít lắm. Giờ mà sao năm nay trở ngược lại là vườn em quá trời cá luôn thiệt á. Cá bóng cát, cá quy, cá gì, người tép, bạc tất gì. Mấy năm trước là không có chài luôn á, chài không có. Bây giờ chài tép quá trời luôn, đặt cái lúa tép khủng khiếp luôn. Cái này bên bàn rồi trở lại hồi thời xưa. Hồi thời xưa em mới về là cũng chài khủng khiếp nhiều luôn. Hồi sáng mới xuống là có một con cá một rồi cậu. Mẹ con mồi dính được con một. Có đụng tôm nữa mà bắt không dính ngọt. Đụng tôm nó bún bật một cái vậy trời. Mà tôm bún luôn á mà bắt không được. Cái đó mà nước đựng lớn mình quậy hồi là nó nổi hả? Tôm mà con quậy chút xíu là nó nổi. Quậy ra. Nước đục một cái là nó xuống mắt. Mà nãy nước quá trời quậy hả? Quậy gì đục nó. Tới ngập một bẩu luôn không mà. Con có mưa rồi rất con ở dưới. Con ngập mất tiêu. Con hiểu hành lặng ngập ở dưới. Mà không có gì nha. Sâu quá trời. Lại nguyên khúc được rồi. Mẹ lại nguyên khúc quá rồi. Chị ngon lắm hết rồi. Vừa mới gấp là xinh vậy. Vừa đó có bình luận nhớ cái thư ngại gì không dám ăn đó. Có ngại ăn đó thôi. Dạ không, tại hồi đó còn hơi chóng mặt. Cho mày cả nhà nha. Thư thì bị lên máu của chú anh chị bởi vì chóng mặt hoài. Mà hổm gài uống đọt ổi không biết sao rồi nè. Uống thấy đỡ mà. Uống thấy huyết áp em nó ổn rồi á.
Thôi từ hồi uống đặc ổi tới giờ là nó ổn định lại đó. Dạ. Ủa mà huyết áp cao bình thường vậy là có cái máy đo, phải có mua cái máy đo để dặn nhà. Cô được tặng cô cho con rồi. Cô nói con cần sử dụng hơn cô cho con. Rồi ôm cái máy đó để trong phòng luôn. Bây giờ là nó vậy là đỡ rồi đó cô chú anh chị. Hồi trước là cái hư nó giống như ở chợ cũng quen á. Rồi cái đi về giường á rồi đài nhỏ. Bắt nhỏ đi theo ra nắng nồi rồi á. Nó ra nắng xíu là bắt đầu mặt ngoài hừng hết trơn lên máu. Nói chung á nói đại thì nó quá, nhưng mà tại vì gia đình mình thì nông dân làm quen rồi, còn Thư đi chỉ đi theo thôi, chỉ đi theo thôi là thấy mặt mày hừng đỏ lên trên. Rồi cái hỏi Thư mặt con sao đỏ dữ vậy Thư, thì nó nói là con sao con chó là giận, nhiều khi đang quay clip vậy cái y đi vô là mất tiêu, là nắng quá ha. Chịu không nổi. Ừ, bên giường này đỡ chứ đi ruộng là còn dữ nữa. Đi ruộng là không đi ruộng đỡ chứ cho bên ruộng không phải là con ta nó quen cái khí hậu á, mình đầu trần chân đất nó quen rồi. Dạ. Rồi ở chợ nó đâu có ra mà nắng nôi, nhưng mà nó chịu đựng siêu gió như mình được. Tại nó thích cá bao chiên lắm nè. Cá này chiên ngon quá vô tay, ngon thiệt luôn á. Cái chiên chương. Không dài biết lâu đâu được ăn cá này đó cha. Cá phi chiên ngon thiệt nha. Con kinh nghiệm đi. Nếu mà con thấy rớt hột mưa đầu mùa là bắt đầu cá nó vô bọng hay mà. Ừ, nó vô trong mưa mà nè. Uống câu mà uống chung gạch á. Câu uống cá ha. Tại dính mỗi lưỡi mỗi con. Ủa vậy? Có cái chuồng mình đó, con đi mua lưỡi câu đi. Lưỡi con nha. Đúng rồi đó. Trời ơi, thấy ham lắm. Mình đặt lú một con cá con bự không đó mà. Mua con đặt lú nó không vô hết đâu. Con bữa câu nói như cậu hai vậy đó. Nó có ăn mồi gì đó? Nó ăn mồi tép. Tép hả? Tép. Hàng chi con nào cũng nấy vô lú, con nào cũng nấy cái bụng. Nó ăn tép cái bụng hết rồi. Lớn nha anh ơi. Bắt đầu mình đi bủa dài. Tàu rồi kéo lên mỗi lưỡi luôn. Mỗi lưỡi mấy con nha, dính ham lắm. Thấy ham lắm. Hồi xưa là vậy đó nha, nhưng bây giờ thì không biết làm sao nha. Mà bây giờ mẹ thấy trở lại giống hồi xưa nè, cá rồi cá luôn thiệt đó. Trong gạch, bỏ trong gạch. Trong gạch mình á. Ông bầu thấp rồi, mà nói cái gọi đổ bụng quá rồi vô. Chứ ai thì xình tới lỗ tai luôn. Vậy là tắm không sạch hả nè. Tắm không sạch nè. Sáng đi xong rồi không có ăn sáng, mới có 5 giờ đi rồi. Rồi cái là cái làm giờ là thức dậy đi gọi đèn pin đang coi nước rồi. Nói ra thiệt chứ cô chú anh chị là giờ này buồn ngủ á. Ăn cơm mà ăn lẹ lẹ đang đi ngủ à. Đây xin nghỉ bằng giường buổi. Thì buổi trưa nè nghỉ đi rồi buổi chiều làm giường nữa. Chị bắt ca cái phía dậy sớm vậy đó. Chiều qua con đi ở nhà mẹ vú cành đi cắt một bọc ổi. Dạ. Cắt cục đọt cục gì không là muốn cắt dài. Hôm qua thì chị Hai đi Cần Thơ cô chú anh chị thăm vợ của Hai Vinh sinh em bé rồi. Rồi thành ra mình không dạ. Có ra clip một bữa. Dạ. Thì hôm nào mà gia đình mình không có chia sẻ video cho cô chú anh chị thì hôm đó cũng bận rộn rồi cũng sắp xếp thời gian không kịp. Cho nên là với lại cũng thú thiệt với cô chú anh chị luôn là có nhầm ngày là thiệt sự là mình bị gói, mình không có biết chia sẻ chủ đề sao với cô chú anh chị á. Tại vì giống như là bình thường mình chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày á thì xung quanh thì nó cũng vòng vòng có như vậy à. Cái cũng có cô chú thương, rồi cũng có cô chú giống như là cũng hơi khó chịu. Giống như nói sao mà tối ngày có bao nhiêu làm hoài hà, coi với rồi cũng chán. Cái thật sự cái đôi khi á thì gia đình mình cũng bị áp lực về cái mặt đó. Giống như không có suy nghĩ được cái chủ đề nào mà giống như là nó để mà nó thu hút cô chú được á. Rồi cái bữa đó là tạm ngưng bữa đi làm vườn. Thật sự mình nghỉ một ngày thì nói chung mình quay á thì mình chia sẻ cho cô chú xem ủng hộ thì gia đình mình cũng có thêm được cái nguồn thu nhập, mình cũng mừng lắm.
mà cái bữa nào mà không có chia sẻ clip tới cô chú anh chị là giống như là bữa đó mình cũng mất cái nguồn thu nhập một phần rồi đó cô chú anh chị. Nhưng mà cũng tiếc lắm, rồi cũng có cô chú cũng khó chịu, giống như là nói à tại sao mà ta theo dõi vậy đó, đón xem. Rồi sau cái bữa đó thì bữa giống như chia sẻ bữa có bữa không, rồi biết đường đâu mà đón. Thì cũng rất mà mong cô chú anh chị thương thì cũng thông cảm. Thì Châu hôm nay thì cũng thú thiệt luôn, là cũng có nhầm bữa thì bận việc gia đình thiệt, cũng có nhầm bữa là bị bí bách chủ đề rồi không biết chia sẻ hay sao. Giống như chia sẻ lên cô chú ủng hộ mà đón nhận thì mình mừng lắm. Còn giống như chia sẻ lên cái cô chú nói có vòng vòng có nhiều đồng hoài coi với người chán, thì thật sự mình cũng hiểu, không biết nói làm sao. Có nhầm bữa thì cô chú anh chị vô nói sao mà gia đình không đi săn bắt gì hết trơn mà ở nhà làm đồ ăn vòng vòng ăn hoài. Đi săn bắt thì theo con nước cô chú anh chị, chứ không phải là đi săn bắt, mà mình muốn săn bắt là có, trừ ra cá hầm mình thôi, chứ còn nếu mà cá mình nuôi thôi, còn không ấy là nếu đi săn bắt là phải đợi con nước. Thế vậy chứ cũng không phải mình nói ra mà mình kể, mình nói để cho cô chú anh chị biết vậy thôi. Nhiều khi đi bữa nay đi bắt chứ đi canh ba ngày đi ngày canh ba ngày mới bữa nay mới là đi bắt được á. Ngày nào mẹ cũng dậy từ sớm hết trơn á chú, dậy đang đi canh nước. Cái hôm qua tội nghiệp mẹ cho lắm luôn, hôm qua dậy cũng sớm lắm, là chắc cũng tầm 5 giờ 4 giờ dậy rồi, dậy xong rồi cái coi nước thì nước nhóc hết trơn. Rồi cái chạy vô nói là bữa nay nước rồi con ơi, không được nữa rồi. Rồi tới sáng dậy nhầm bữa canh nước sớm quá, sáng dậy không nổi. Sáng ngủ trưa lại cô chú chị. Thật sự là mình cũng xem cô chú giống như là người trong gia đình mình vậy đó thiệt. Tại vì mình hiểu là cô chú cũng thương gia đình mình lắm, cho nên là mình cũng giống như hồi trước thì ngại lắm, không có dám nói đâu thiệt, lên clip ngại lắm. Giống như mà điện thoại mà đưa vô tới mình thôi là mình không biết nói làm sao rồi đó, nó sượng chân à. Rồi bây giờ giống như tiếp xúc, rồi cô chú cũng để ra bình luận rất là dễ thương, cũng tiếp thêm động lực. Rồi từ đó mình cũng cởi mở hơn, mình giống như mình chia sẻ thiệt, giống như là trong gia đình mình vậy đó. Cho nên là có làm sao mình cũng xin chia sẻ thiệt vậy luôn đó. Ông cậu nghe hay cười. Ông cậu có chủ đề gì mới không cậu? Không, mấy nay không có chủ đề. Thì nói chung ra thì nãy giờ thì mấy mẹ con cũng chia sẻ, cũng rất là mong cô chú anh chị hiểu và thông cảm. Nếu mà hôm nào không có video thì cô chú xem lại video cũ để mà ủng hộ cho gia đình Cù Lao Nhãn. Thì cho cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Thì video thì cũng khá là dài rồi, cho cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn. Thì cũng trước khi kết thúc, cho cũng muốn gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe đến với tất cả quý ông bà cô chú anh chị và các bạn các em nhỏ rất là nhiều luôn. Giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo luôn nha. Dạ, bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà.